Chào mừng các bạn quay trở lại với trại chuột mini của YVN TV. Đây như các bạn thấy là tôi có làm một cái bình 20 lít để dòng nước xuống cho từng cái hộp một. Đấy, nhưng mình nói là cái nắp lưới kia nó bị mềm quá, bị thủng ấy, thế là con chuột nó kéo mẹ cái vòi, cái nước, cái vòi này vào này. Đây. Nó kéo vào hả? Ừ. Quay vào chưa? Đấy, nó kéo thẳng cái vòi này và nó cắn đứt cái vòi này luôn. Thế là nước chảy tuôn xối xả, thế là lúc mà mình nhìn thấy ấy, thì là nước nó ngập là hơn nửa cái hộp này rồi. Thế là con chuột đang tắm trong đấy, đang bơi trong đấy luôn. May mà cái chuồng chuột đấy là nó không có chuột con. Nếu không có chuột con thì cũng ngạt thẳng và chết rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đào lần lượt các cái chuồng ra cho các bạn xem nhé. Đây, ở đây mình có một cái chuồng đang chuột đang nuôi con này. Đây là chuồng này có hai con chuột. Đây mình sẽ để xuống đây. Nó sàn hơi bẩn vì đây là cái chỗ để xe của mình, cái xe máy ở đây. Đây là cái chỗ để xe của nhà mình. À, mình đã tận dụng để làm nuôi chuột luôn vì đợt hè vừa rồi, đợt hè trước đấy con chuột nó bị nặng ở trên tầng 3, nóng quá nó chết. Bọn này bắt đầu thu hoạch được rồi này, bọn này bắt đầu mở mắt được rồi này các bạn ơi, các bạn nuôi từ khi mới mở mắt và bắt đầu biết ăn như này ấy, thì nó rất là cuốn mình, nó rất là thân mình luôn. Chứ nó không như là cái con kia bởi vì tôi định giữ lại để nuôi là bởi vì con đấy cũng đuôi. Khả năng tôi sẽ kiếm cái con như thế này để tôi sẽ lấy một con như này để huấn luyện. Con này sell này. Ê! Con này màu xinh nhỉ? Con này platinum, sell luôn. Sao rồi? Nên là nó là màu BG, cái màu kem trộn với cả màu xám xanh. Nó ra màu này. Nó chỉ có một màu. Con này sell có nghĩa là nó chỉ có một màu trên người thôi, bụng nó cũng không có màu gì khác luôn. Đó. Chỉ có một màu trên người. Xinh vãi, con này mình sẽ để huấn luyện luôn. Phải được cái. Phải được nè. Còn đây như con này là bơ sai này. Là bụng nó màu trắng này. Từ từ nhé. Để có màu. Trời ơi, mình khổ thân bão. Sẽ kiểm tra xem còn con nào. Đây toàn bơ sai hết này. Đen này cũng bơ sai này. Ủa, con đen này là vai bớt. Con này như cái tắt nhỉ? Ừ. Con này đây, con này nó có chấm, một chấm ở trên ngực này. Thì con này gọi là English Iris. Là chỉ có một chấm ấy. Còn bơ sai là nó loang nhiều ở trên bụng. Con bơ sai mồm nhau hết nhỉ? Đây có con đây là con Husky này. Husky là cái màu nó kéo đi từ mắt và nó có một cái dải đằng sau lưng. Con này kiểu gì? Con này con vừa mới cầm. Đấy, còn lại đây là cũng English Iris này. Ví dụ cái chấm này nó mở dưới bụng hoặc là như nào đấy thì gọi là Iris thường. Còn chấm ở giữa ngực này thì là Iris. English Iris. Đây, ở đây có bao nhiêu con nhỉ? 1, 2, 3, có một ghi thương này anh. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây 9 con. Con này là Blade này. Ui, con này nó không có hút luôn, là nó là màu của người nó là một màu này luôn và nó có Blade này luôn. Bình thường là con có Blade này là nó thường là đằng sau cũng là màu trắng ấy. Hay chứ. Đấy, đây có 9 con này. Tiếp theo này. Đấy. Cái chuồng tiếp theo này là nó con chuột đục được một lỗ ở trên nắp chuồng mà mình chưa làm lại. Cho nên là mình đã phải chèn kiểu này để con chuột nó không ra được. Đây, chuồng tiếp theo. Nói chung là ở trong này là hai con cái vừa mới đẻ, đây là hai đàn. Đó. Con cái nhìn xinh em. Ừ, trên con này trông ghét nhỉ. Đấy, bọn nào Husky thì nó sẽ bạc màu lông dần đi. Bình thường thì mình có để con đực chung luôn, là có nghĩa một chuồng thì sẽ có một đực ba với cả hai con cái. Nhưng mà con đực mình đang giảm thiểu nên mình luân chuyển ấy. Một đực mình có thể cho con, ví dụ cái chuồng này mà con đẻ rồi thì mình sẽ cho con đực sang chuồng khác để cho nó phối. Con này là hút này. Kiểu như là bò sữa. Cái này có tí đen đầu. Không hay nhỉ? Nào. Nói chung là khi mà chơi kiểu này thì các bạn cũng nên đề phòng con cái để chẳng may là nó bảo vệ con ấy, nó có thể cắn yêu bạn một cái. Con này Blade nè. Vào đi con, vào đi. Nhưng mà bọn này thì nó cũng như bọn bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Ôi con này, suýt nữa thì được sell này, suýt nữa thì là đen hết. Suýt nữa, này mà có một chùm trắng mấy tí.
Ừ. Đây là cái đàn bé hơn này các bạn này. Đàn này toàn husky. Nhưng mà mọi người có thích đen hết không? Anh thích là được. Mọi người không mua thì anh để là anh nuôi đây chơi. Đây là đàn nhỏ tiếng hon này. Đây là đàn bé hơn, đàn bé sau. Ui, toàn toàn kiểu husky đây các bạn. Chắc là của con này đẻ rồi. Con husky đẻ. Ừ. Con này xinh nhỉ? Ừ. Ui, toàn husky với blade này, đây là blade này. Nó kéo từ mũi lên thì mà là blade. Attack. Ờ, kiểu như là cái phần đen nó kéo từ mũi lên ấy. Còn cái phần đen nó kéo từ mắt lên thì là husky. Đây cũng là blade này. Blade đẹp chuẩn luôn, một dọc thẳng luôn. Ui, nhiều vãi. À, bao nhiêu con? Đàn lớn hơn là 2 con rồi này. 3 4 5. Đàn lớn hơn là 6 con nhé. 6 này, 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ui, đàn này 9 con luôn. Một đàn 6, một đàn 9. Đợt kia là cũng 9 con luôn đúng không nhỉ? Thế là 15 cộng với 9 là 24, 24 con rồi. Thế nào, đàn tiếp theo này. Đấy, cái hộp này thì tôi đã lấy lại. Đàn tiếp theo là 2 con mẹ màu đen. Con mẹ đen xì luôn. Và già thì nó sẽ lông sẽ hơi long loang, kiểu hơi có tí nâu nâu. Thì ở đây có 2 con đen này, một con là tai Dumbo, một con là tai thường. Các bạn nhớ là rat này đều là tất cả các con rat mà mình được nuôi thuần hóa từ rất là lâu rồi ấy, thì mọi người nói chung là fancy rat. Và nó có hai loại tai là tai thường và tai Dumbo, là tai Dumbo là tai bè ra như này. Ấy, nó không thích bị cầm lên. Và tai thường và tai nó vẩn lên như con này. Nói chung là mỗi tai có một cái đặc điểm, một cái đáng yêu riêng, cho nên là các bạn đừng có kỳ thị Dumbo hay là tai thường gì đấy. Em không cần cầm, bao giờ nó đến nó đấy sẽ phóng con tay mua ra. Ui, con này béo nhỉ? Con này mông. Bố mẹ nó khỏe nó cho bố nhiều. Béo vãi, núng bính luôn này, nhìn ghét nhỉ? Ui, con này thế cả đàn béo luôn rồi nè. Ôi, anh ơi, nó ra ngoài chơi này. Con này, ừ. Đó. Ở đây vào chuồng. Ừ, nó biết được tự vào chuồng mà. Đây ở đây là có các con non này như này. Đây là bò sữa này, đây là hút đực, nói chung là gọi tên chuẩn nó đi các bạn. Đây cũng là hút nhưng mà màu khác. Đây màu blue này. Ui, đây là màu kiểu như satin ý. Ui, màu này bóng lắm nhá. Con này này. Anh có thể dơ lên đây, anh dơ xuống dưới đấy thì anh nhìn thấy. Em phải cho đây thất xuống ạ. 3 con chuột này. 4, 5, 6. Đây ở đây cái đàn này có 6 con. Mau đi con. Con này đang chuẩn bị đẻ các bạn ạ. Con này đang bụng bầu này, đang chửa như là nó muốn trốn đi để làm tổ. Đây có 6 con này. Kia là 16 cộng 9 là 20. Đó. 16 hay 15 nhỉ? 15 cộng 9 là 24, 24 6 30 con rồi, 30 con non rồi. Chứ là mình đây là kiểm tra xem là bao nhiêu con và cái sức khỏe từng con thôi. Chứ ở đây có mỗi một đàn là mở mắt được, là đi được bình thường, là xuất chuồng được thôi. Đó. À, ở đây, ui, đàn này xuất chuồng được rồi nè. Con mẹ của nó rất là bé luôn ấy. Con mẹ của nó chắc là vừa đủ tuổi để làm mẹ thì đã được làm mẹ rồi. Rất là bé luôn ấy. Đây, thấy chưa? Bé hẳn với con mẹ kia. Đấy, con mẹ này rất là bé luôn các bạn này. Cái tí, và đã được làm mẹ rồi. Con này là cáp này các bạn này. Có nghĩa là hút ấy. Cái hút được thì là cái lông của nó là màu, nó chạy đến qua vai. Còn cái cáp là đến vai thôi. À, chỉ ở trên đầu thôi thì gọi là khác. Còn hút thì như này này, nó là chạy qua vai đứng tay luôn. Đó, còn con khác thì nó sẽ như này. Nó ngắn hơn một tí và nó không có vệt đứng sau lưng. Ui, đàn này nó đẻ nhiều ghê đi. Nhưng mà toàn hút thôi. Toàn hút được khác. Toàn hút được khác. Ui, không mẹ nó gì à. Ui, nhìn này. Ý hiệp nhau nhưng khác màu lắm. Một đôi để chơi. Ba. Anh ơi, một đôi vậy hồng tí đấy nhỉ? Ừ. Một đen một sáng. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 9 con tiếp. Đây 9 con, đàn này có xuất chuồng được rồi các bạn này. Thế là tổng 39 con. 39 con rồi. Thế là có 2 đàn xuất chuồng được, là tổng khoảng gần 20 con xuất chuồng được nhỉ. Chúng là mình bán rác thì mình ship quanh miền Bắc thôi các bạn ạ. Còn không ship được vào miền Nam và miền Trung thì cũng ở số tiếng gần gần thôi, thì đảm bảo sức khỏe cho con rat. Còn xa quá thì thực ra là mình ship vào thì vẫn sống được, bởi vì là ship khoảng tầm 1 ngày 2 ngày thì vẫn thoải mái. Nhưng mà cái tiền ship của nó rất là đắt các bạn ạ. Ship vào miền Nam, tiền ship mà chuột như này thì nó phải tầm 1 lít 2 lít một con. Mà rat này mình bán thì cái loại bình thường thì nói chung chỉ tầm 1 lít rưỡi 2 lít thôi, nhưng mà rất là rẻ.
các bạn mua một con vát mà là tiền ship nó bằng mẹ tiền chuột, bởi vì chắc là các bạn không muốn bỏ tiền như thế. Anh nhìn giống như cosplay, bọn Nhật Bản cosplay anh. Vậy à? Ui, đây là cái đàn mà nó vừa mới đẻ được không lâu các bạn ạ. Đây gọi là đang lên chuẩn bị lên Fuji, đang chuẩn bị mọc lông. Nó hết cái giai đoạn pinky rồi. Có chuột mẹ nó đâu, có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Tại sao mày cầm con tao lên đếm vậy? Con chuột mẹ này trông xinh ghê nhỉ? Con màu... Be. Đây là gọi là màu bay. Bay. Đây là cat này, head support này. Và cái lưng này có gọi là bé bách luôn các bạn ạ. Bé bách là cái lưng nó là có chỉ một màu ở đầu, và cái lưng nó không có vệt, không có màu gì cả lưng luôn. Con này, ôi con này là blade nè. Một nè. Con này có đúng lửa giữa trán này. Nhìn thấy mấy con đỉ nó nhỏ mà. Bởi vì nó lên màu rồi, bắt đầu lên lông rồi, bắt đầu lên màu rồi. Từ từ nhá. Như là một cười nhỉ? Ừ. Nó có một đống, đúng một đống rồi ấy, nhìn ghét thật. Nhìn nó bé bé thì giống như con lợn con ấy. Ừ, ba này. Con này cũng có đốm này, 4 này. Con này là blade này, 5 này. Con này blade 6. Con này có đốm này, 7. Kia là bao nhiêu, 39 cộng 7 là 46 à. Thu hoạch khá nhiều. Và ở đây, đây là cái hộp rát mà tôi vừa được cho. Tôi được cho, nói chung là mình đã khuyến cáo mọi người chơi rát rất là nhiều. Những khách hàng của mình là các bạn nên xác định rõ là nên nuôi rát để nuôi làm pet, để huấn luyện, để chơi, để có người bạn chơi cùng. Hay là các bạn nuôi làm nuôi rát để nuôi sinh sản. Bởi vì các bạn phải xác định rõ để còn cho nó đẻ rồi đầu ra các kiểu. Nếu mà các bạn nuôi chơi không thôi ấy, thì nếu mà muốn chơi hai con hoặc ba con thì đấy cho nó đỡ buồn, thì các bạn có thể mua cùng giới tính, là cùng là đực hoặc là cùng là cái, thì nó sẽ không phối và không đẻ. Vì khi mà nó đẻ ra một này đẻ rất là tốt và đẻ rất là nhiều, nhưng mà khi đẻ ra các bạn không có kiến thức về nuôi sinh sản lai tạo các kiểu và giống loài, mà cũng không có đầu ra nữa, không bán được cho ai nữa, thì các bạn lại phải thanh lý, lại giảm giá chuột xuống, thì nó làm rất là phá thú chơi. Và những cái con giống của các bạn chưa chắc đã được đảm bảo, bởi vì những con giống của tôi này trông như thế này thôi, nhưng mà tôi đã lược bỏ đi cũng khá là một đàn, lược bỏ khoảng vài con gì đấy, với là cái giống nó chưa đủ tốt ấy, cái tiêu chuẩn nó không ổn để mình có thể xuất ra ngoài. Cho nên là mỗi lần xuất tôi chỉ xuất khoảng tầm mười mấy hai chục con một lần thôi đó. Vì mình còn phải loại bỏ những cái con mà giống chưa tốt để mình đưa những con tốt nhất để lên tay khách hàng, để người ta có thể chơi huấn luyện được. Cho nên là các bạn sinh sản tựa lưa các tàn tràn lan các kiểu không bán được hàng thì các bạn hãy lý, nói chung là không ổn lắm. Đây cũng có một bạn khách hàng của mình đợt trước cũng có mua chuột, và mua chuột của mình cho đẻ cũng nhiều quá, thế là cũng không muốn bán, chắc cũng không muốn phá hoại thú chơi, bởi vì là không muốn thanh lý, mà bạn ấy cũng không bán được cho ai cả, không biết bán cho ai, cho nên là bạn ấy lại tặng lại cho mình, cho mình lại cho cái nhập đàn luôn. Hả? À, ở đây cả con chuột mẹ đang cho con bú này. Đấy con, nhưng mà con chuột mẹ này nó gần như được gọi là bé bách, nhưng mà nó có một cái chấm ở lưng, có màu ở lưng, nhưng nó không được gọi là bé bách luôn. Con này xinh nhỉ? Tai à? Tai Dumbo ấy. Tai Dumbo nó là tai bè ra to ra, thực ra là tai Dumbo thì có rất nhiều kiểu tai Dumbo khác nhau. Đó, đây là ôi. Ui, một đàn chuột. Đây các bạn nhìn này. Thích nhỉ? Ấp vừa nãy bao nhiêu? 39 cộng 7 là 46 à? Ừ. Chỗ này 9 con nữa. 55 con. Tầm 9 con, 9 con. Ừ. Nói chung là đẻ nó hay đẻ khoảng tầm 9-10 con rồi đấy. Ti nó có 12 ti, nhưng mà cũng vài con nó đẻ khoảng tầm lên đến tầm 20 con hoặc là hơn. Giống như kiểu mình, bình thường mình đẻ 1 hoặc là đẻ 2, đây có đứa sinh 4, sinh 5 thôi, đúng không? Kiểu trường hợp đặc biệt ấy. Đó. Bọn này cũng toàn cát với cả blade các kiểu. Con này sẽ chip loan này. Em nuôi to rồi nha. Đấy, đây, con này là con đang nuôi con, mình để riêng nó ra đây. Có nhiều vòi nước vậy? Bởi vì là để riêng mà nó không có cái vòi nước này để dòng ra ấy. À, khoe với các bạn luôn là mình cũng vừa mới kiếm được một con vợ của con linh vật của mình. Linh vật của mình đâu rồi? Linh vật ơi! À đâu, đây là vợ con linh vật chứ không phải con linh vật. Đáng sợ. À, nó cũng có odd eye giống như là con linh vật của mình. Từ nó dậy quá. Ừ, con này nó không được chơi với, tiếp xúc với người ấy từ bé ấy, chơi ít ấy. Thế là nó rất là nhoi, nó rất là sợ mình ấy. Mặc dù nó không cắn đâu, nhưng mà nó không chơi với mình. Ok, từ từ con. Ôi, nhìn rõ mắt anh ơi. Từ từ anh cầm cả hai con ra thì sẽ cho nó nhìn. Sao? Em
bức ảnh định cất đi. Đó, đây. Con nhìn nhiều lắm. Con này là con đực, con to này là con đực linh vật của mình từ trước. Bèo ló ra luôn và mắt, hai mắt nó lại đối ngược nhau như kiểu là đang soi gương ấy. Cái đường tia sét nó cũng đối nghịch nhau luôn. Rất là dị. Không biết là hai con này trong tối nó sẽ ra như thế nào. Bởi mình nghe nói là cái hai con mắt này của bọn chuột không di chuyển gì mà. Không biết được. Không di chuyển á? Ừ. Nó là hên xui ý. Đây mình cũng vừa mới được tặng con chuột này cũng các bạn. Bẩn quá, mình phải tắm cho con này. Con này là con Red Dumbo à? Tai nó là ta Dumbo và nó lông xoăn, gọi là Red. Trông xinh nhỉ? Lông xoăn như lông cừu ấy. Đấy. Chúc là mình làm con giả. Nói chung là mình làm lai tạo này, chứ là mình phải tìm hiểu rất là nhiều về cái nguồn gen và các cái kiểu chia màu sắc của các con chuột ấy. Bởi vì chuột này nó chia, nó thêm gọi theo màu sắc này. Màu sắc này có đen này, be này, black, beige, rồi blue. Blue là màu xám xanh các bạn ạ, không phải màu xanh đâu. Đó, và agouti, rồi cinnamon các kiểu. Đây là chia theo màu sắc. Đây là chỉ với màu ấy, còn nó còn chia theo cả cái hoa văn ở trên cơ thể nó, kiểu cái mảng màu nó chia như nào ấy. Là có blade này, có cat, có hood, có husky, có bearback này kia. Nói chung là rất là nhiều. Rồi nó còn chia theo cả đây màu lông này và hoa văn ở trên màu lông, hoa văn ở trên lông và kiểu lông nữa. Là nó có cái loại lông thường này, và có loại lông xoăn này, và có cả loại không có lông nữa, giống con sphinx ấy, là con chuột không lông. Rồi nó còn chia theo cả hình thái cơ thể, là nó chia ra là tai thường hoặc là tai Dumbo này, và có cả loại không có đuôi nữa cơ. Kiểu nó đẻ ra bẩm sinh là không có đuôi luôn ấy, chứ không phải là do mình cắt đuôi. Đó, rất là lạ. Thế là mình đang làm dần dần và đang mình xác định rõ mình chơi theo kiểu nuôi sinh sản này, cho nên là cũng không có thời gian để mà huấn luyện. Trong đợt dịch này mình sẽ cố bỏ thời gian ra để thử nuôi thân quen với một con chuột xem như thế nào. Vì đợt trước mình cũng có nuôi huấn luyện một lần, cũng gọi tên chạy ra rồi chạy treo lên người rồi chạy nhảy lên người. Nó đang ở một cái bàn xa xa mà nó nhảy lên người mình luôn. Nhưng mà nuôi huấn luyện đấy rất là vui các bạn ạ. Chẳng qua mình không có thời gian thôi, đợt này có thời gian mình sẽ thử huấn luyện lại. Thế là các bạn ở nhà tránh dịch thì cũng nên có một con chuột như này để nuôi huấn luyện, để làm bạn với mình, xem là trong đợt dịch này ai huấn luyện được thành công. Đó. Mình mong là anh em trong cộng đồng chuột này, cái thời gian dịch này không phải đi làm hay là không phải đi học, nhưng mà cũng rảnh thì ở nhà, ngoài thời gian làm việc nhà các kiểu ra thì thử huấn luyện chuột để nâng cái tầm thú chơi rat ở Việt Nam xem như thế nào. Vì mình thấy rat ở Việt Nam hầu hết mọi người toàn kiểu nuôi theo thú cưng các kiểu, và chỉ là cho nó ăn và vuốt béo nó thôi, chứ không, mọi người vẫn chưa chơi huấn luyện. Nên là mình mong là đợt này mọi người cho huấn luyện cho nó Việt Nam vươn tầm thế giới. Bởi vì trên mình, cái đợt đầu tiên mình biết về rat, mình lên tìm hiểu về con rat này xem trên YouTube của các bạn nước ngoài. Các bạn ấy huấn luyện làm đủ các thể loại trò luôn, nhìn thích cực luôn. Nhưng mà mình vậy nhỉ? Em xem chị Instagram ấy. Con gì nó cũng huấn luyện luôn, bởi vì nó chơi như kiểu huấn luyện chứ. Bây giờ nó sẽ kiểu đào hết tiềm năng của con bọn động vật đấy lên ấy. Chứ nó không nuôi theo kiểu vỗ béo như kiểu mình nuôi con béo thì cũng thích vỗ béo đấy, hiểu kiểu gì dạy đạo dạy kia. Nuôi con người cũng phải vỗ béo. Nuôi con người cũng vỗ béo, rất buồn cười. Nuôi chó, nuôi mèo cũng vỗ béo. Chung là cứ thấy béo là gà điên đi khoe, trong khi là béo chả có gì tốt đẹp cả các bạn. Bê báo rất là nhiều bệnh, kể cả chó và mèo. Con gì cũng thế, chăn rắn với cả kỳ nhông các kiểu, kỳ đà béo quá dễ bệnh, béo không tốt, gầy như tôi mới tốt. Đó, ở đây thì thật ra mình cũng rất là nhiều màu, như nhiều chủng loại, trước mình cũng đã giới thiệu qua mọi người rồi. Ok, đấy, mình vừa mới ngồi làm lại ấy và kiểm kê lại đàn chuột con mà mình đang chuẩn bị xuất chuồng được là như thế nào. Bao nhiêu nhỉ? 55 con nhỉ? Em không nhớ. Ngoài ra là cũng khoảng tầm vài chục con giống nữa. Nói chung là đàn chuột nhà mình đang khoảng tầm trên 100 con. Thì thực ra là mình cũng giữ những con giống khoảng tầm ở số lượng vài chục con ấy. Mình không muốn mở rộng nhân giống ra nhiều nữa, bởi vì mình không có thời gian để mình chăm sóc hết được. Mình rất là mệt. Vì một mình nuôi tất cả các con mà mình không có người nuôi hộ, không có nhân viên làm hộ, cho nên là mình không đủ thời gian. Đó, đợt tới mà mình mà làm được cái trại chuột nó to, siêu to khổng lồ thì mình sẽ thuê được nhân viên, thì mình sẽ không lo vấn đề đấy. Đó các bạn ơi, cái con chuột mặc dù là nó không có chỗ nào để nó cắn, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đục được cái lỗ, một cái lỗ ở trên hộp của tôi.
và nếu mà thời gian tới nó chắc là nó sẽ đục lỗ to hơn thì tôi sẽ phải thay hộp đi mua hộp mới. Nhưng mà nuôi chuột này rất là nhiều cái để khấu hao, chứ nó không đơn giản như các bạn nghĩ. Hello. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho bọn chuột này nó ăn hạt. Nhưng mà bình thường thức ăn của bọn này ấy, nếu mà các bạn nuôi làm pet thì các bạn có thể thay đổi các thể loại thức ăn bao gồm nhiều chất dưỡng chất khác nhau, nhưng mà mình ăn gì cho nó ăn đấy cũng được. Nhưng mà khi mà mình nuôi trại này thì mình sẽ cho ăn hạt và thỉnh thoảng bổ sung thêm cả rau và đồ ăn thừa, thịt thà các kiểu. Thì nhưng mà cho ăn rất là dễ dàng các bạn ạ. Bây giờ các bạn chỉ cần kéo cái này ra, bây giờ đang đây, kéo này ra rồi đổ hạt vào đây, bây giờ nó tự ăn thôi, nó tự sẽ bốc để nó ăn. Cái này vẫn còn hạt. Anh ơi, à, nó gọi chuối cá ăn dở, nó ăn nhanh. Ừ, tí nữa cho nó ăn. Đây, con này đang bọn này đang hết đồ ăn này. Ví dụ mình mà đi đâu khoảng tầm 2-3 ngày thì đấy mình có thể đổ đầy cái này và cho bọn này ăn cũng được. Rất là tiện. Tắt rất là nhanh gọn và dễ dàng thôi các bạn ạ. Nuôi số lượng lớn thì các bạn nên làm kiểu này thì nó sẽ nhanh gọn nhẹ hơn, không mất thời gian. Con này đều có hạt rồi. Đấy. Đây, con này nữa. Đấy, thế là xong rồi. Rất là đơn giản. Mưa. Mưa to mà, mưa rồi. To rồi. Xong rồi. Em nói nãy giờ mà anh chẳng nghe em gì cả. Mọi người thấy những chú chuột như thế này như là rất là đáng yêu đúng không? Và mọi người có muốn sở hữu một cái chú chuột cực kỳ đáng yêu này ở trong nhà không? Mặc dù bọn chuột này mình kiểu mình không, đấy, những cái con mình vừa nhận được ấy, mình không chơi nhiều với nó, mình không tiếp xúc với nó, nhưng mà nó không cắn mình, nó chỉ là không muốn chơi với mình thôi, nó muốn đi ra chỗ khác để nó trốn thôi. Đó nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là bọn này cực kỳ hiền và nó rất là thông minh, cho nên là ví dụ bạn nào mà không có thời gian nuôi chó nuôi mèo, hoặc là không có điều kiện, không có đủ tài chính, không có đủ tài chính để nuôi, là không có đủ tài chính để dưỡng một chó và con mèo về nhà này, là không có chỗ để nuôi và không có thời gian để nuôi, thì các bạn có thể suy nghĩ đến việc thử có thể nuôi một chú chuột ở trong nhà. Mà bình thường thì hamster thì nói chung là nó rất là, mình nói chung là mình không thích hamster lắm, bởi vì hamster nó rất là bé và nó kiểu nó không thân với người ấy, nó hay cắn linh tinh ấy. Và có một điều đặc biệt là hamster nó rất thích, nó rất hay ăn con của nó. Khi các bạn mà nuôi đẻ hamster mà các bạn soi mói dòm ngó nhiều thì hamster nó sẽ kiểu nó stress và nó sẽ ăn con của nó luôn, mà cảnh thấy rất là kinh dị luôn. Và nhưng mà bọn chuột này thì chăm con cực kỳ đỉnh luôn. Đó. Mình trước chuẩn bị hamster đây. Thế xong rồi có vài anh em chơi đó nó cắn rồi. Nói chung là hamster nói chung là không ổn lắm. Và theo mình thấy là bọn này, chuột này nó khá là to và nó sau này mắc sai nó khoảng tầm 5-7 lạng ở chuyện bình thường. Nói chung là nó to như một con mèo con ấy, nhưng mà rất là đáng yêu. Đó, bạn có thể mang ra ngoài chơi được và nó thân với mình, nó không chạy đi đâu cả. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên suy nghĩ về cái lựa chọn là nuôi chuột để làm bạn, làm thú cưng. Đó, và xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ like và share clip này của YBN TV và nhớ subscribe nha. Ok, xin chào tạm biệt mọi người.